Chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review xin giới thiệu với các bạn về một sản phẩm rất là hot trên thị trường. Để làm được sản phẩm đấy thì chúng ta cần có các cái thiết bị phụ trợ. Đây là cái sản phẩm mình muốn nói đến, spinner. Đây. Để làm được sản phẩm này thì chúng ta cần vòng bi 608RS, chế spinner, thêm các khung mica. Đây, khung mica mình đã cắt sẵn rồi. Đấy. Dây thít là một cách làm khác mà không cần khung mica, thì lát mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái dây thít này để làm cái spinner. Ok, thì đơn giản lắm. Thì chúng ta đã có khung mica rồi. Ở đây mình cắt hai loại. Loại 3 vòng bi và một loại 4 vòng bi. Đây, vòng bi mình đã chuẩn bị rồi. Đây mình sẽ lắp cái loại 4 vòng bi trước. Chúng ta cần 4 vòng bi. Đây mình cắt sẵn rồi, lắp rất là khớp. Đấy. Lắp nào cho cân nhé. Đây. Chúng ta lắp thêm con ốc này vào. Đây. Quay cho tít. Ok, loại khác là loại này. Đây là loại 2 vòng bi. Đây là loại 2 vòng bi. Tiếp theo là loại mà mình sẽ sử dụng vòng bi để nối với dây thít. Đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm. Đây, chúng ta cần dây thít này. Bây giờ chúng ta sẽ thít cái dây này lại. Cắt cái này đi, cắt cái dây thừa đi. Ok, tiếp đến là mình quấn cái dây này lại.
À đây. Cắt cái này đi. Cân này không là do các bạn thít nhé, chủ yếu là do cách mình thít thôi. Ok. Đây. Lắp con này vào. Quay không kém. Vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn làm thành công cái spinner mà đang rất hot trên thị trường. Đây là làm bằng gì? Thít nhé. Đây là làm bằng mica. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Hãy like và subscribe cho nhóm review.